Xả thải tùy tiện, khai thác sử dụng và cải tạo thiếu quy chuẩn đang gây ra nhiều thách thức về môi trường cho các ao hồ tại Hà Nội. Nhằm giải quyết tình trạng này đã có nhiều tổ chức, cá nhân tích cực đóng góp công sức vào bảo vệ cũng như tuyên truyền bảo vệ môi trường hồ. Trong đó có nhóm bạn trẻ đến từ câu lạc bộ Waterwise, một câu lạc bộ mà phần lớn thành viên vẫn đang ở độ tuổi đi học. Hai tuần một lần, các bạn trẻ từ câu lạc bộ Waterwise lại tập hợp lại với nhau vào mỗi sáng chủ nhật tại khu vực hồ Ngọc Khánh, tiến hành dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải xung quanh khu vực hồ. Đây là những bạn trẻ được chọn ra từ hơn 200 thành viên của câu lạc bộ đến từ các trường đại học, trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội. Tất cả đều có chung một tình yêu thiên nhiên môi trường, tình yêu với hồ Hà Nội. Tôi thấy rằng các bác, người dân ở đây thì vẫn còn thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường, vẫn còn hay xả rác cũng như là một số chất thải ra ngoài hồ, ngoài môi trường. Thì là một người trẻ tuổi, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì và hoạt động những cái bảo vệ môi trường như thế này với mục đích là đem lại một cái gì đó tốt đẹp hơn. Ra đời từ tháng 7 năm nay, câu lạc bộ Waterwise trước đó đã tiến hành hoạt động tại Hồ Thiền Quang, Hồ Ba Mẫu và Hồ Giảng Võ. Với nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu do các thành viên tự đóng góp, câu lạc bộ cũng đã triển khai một số hoạt động như đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường, phối hợp với đoàn phường Ngọc Khánh, tổ chức chương trình Ngày Hội Xanh vào tháng 10 vừa qua. Qua các lần tổ chức hoạt động, ngày càng có thêm nhiều người dân sinh sống xung quanh khu vực hồ, tình nguyện tham gia vào hoạt động ý nghĩa của các bạn. Tôi và chồng tôi sống ở gần hồ Ngọc Khánh. Chúng tôi gọi đây là hồ cá chết vì mức độ ô nhiễm tại đây, nhưng lại không biết làm thế nào để cải thiện môi trường hồ. Cho đến cách đây 2 tuần, tôi gặp nhóm bạn trẻ này và đã xin tham gia vào hoạt động ý nghĩa của các bạn. Hồ của Hà Nội nhìn từ xa thì rất đẹp, nhưng khi đến gần thì có thể thấy là rất là nhiều rác và cá chết rồi các thứ ấy, và mùi cũng rất là ghê, và nó dần dần mất đi cái chức năng vốn có của nó là chức năng về cảnh quan, chức năng điều hòa. Thế thì thực sự câu lạc bộ thì xuất phát từ một ý tưởng rất là nhỏ thôi, tức là muốn duy trì được cái tinh thần của Waterwise ngoài cái việc là hướng tới việc bảo vệ nguồn nước nói chung. Thì câu lạc bộ coi là hồ là một trong những cái điểm nhấn cần khẩn cấp trong thời gian hiện tại bây giờ. Hồ Hà Nội là một phần quan trọng của cảnh quan đô thị thủ đô. Tuy nhiên trong những năm qua, do quá trình đô thị hóa nhanh chóng và tăng trưởng dân số, nó tạo ra những tác động tiêu cực không nhỏ lên hồ Hà Nội, khiến cho nhiều hồ có nguy cơ bị biến mất. Để bảo vệ môi trường hồ không chỉ cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, mà còn cần sự chung tay góp sức của cộng đồng dân cư giúp cho hồ Hà Nội mãi mãi là lá phổi của thủ đô.